Ý nghĩa quan trọng trong việc cúng dường đồ ăn thức uống. Ẩm thực là vật liệu để nuôi sống người trong thế gian. Nếu chẳng có ẩm thực thì không thể sống được. Người xuất gia cũng chẳng ngoại lệ, cũng phải một ngày ăn một bữa, phải đi trì bát. Ý nghĩa quan trọng trong việc cúng dường đồ ăn thức uống là để chúng ta từ việc này nghĩ đến người tu đạo, thì phải biết xứ sự cúng dường để cho họ an tâm tu đạo. Người tu đạo chẳng có dục vọng gì cả, họ có thể sống đời sống rất đơn giản. Họ có đạo tâm, thực sự làm tấm gương tốt nhất cho người đời, giúp người thế gian đoạn dứt tham sân si mạng. Bốn thứ phiền não này làm cho người thế gian tạo nên vô lượng vô biên tội nghiệp. Chúng ta làm sao khuyên họ? Phải hiện thân thuyết pháp. Bạn phải làm ra hình dáng tốt. Nếu bạn chỉ nói, chỉ khuyên họ, tự mình chẳng chịu làm, người ta nhìn thấy đó là giả, bạn xem bản thân họ chẳng chịu làm. Họ dạy mình xả bỏ của cải, còn của cải của họ càng ngày càng nhiều. Như vậy thì người ta làm sao tin tưởng được? Không những không tin tưởng, họ sẽ bán pháp, sẽ tạo tội nghiệp. Thế nên nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải làm hết lòng. Người tu đạo tiếp nhận cúng dường gồm có bốn thứ: đồ ăn thức uống, quần áo, vật dụng để nằm nghỉ, thuốc men, gọi là tứ sự cúng dường. Đây là một người sinh sống trong thế gian này, đời sống giảm đến mức thấp nhất. Bốn thứ này không thể thiếu. Có đủ bốn thứ cúng dường này thì có thể yên tâm, yên tâm làm việc đạo, yên tâm một ngày thì làm việc đạo một ngày. Đừng nghĩ về ngày mai, ngày mai còn chưa đến. Nếu nghĩ về ngày mai, nghĩ tới năm sau thì là vọng tưởng. Nếu tâm chúng ta thực sự ở tại đạo, nếu ngày mai có thiếu thốn, chúng ta tin tưởng sâu xa chư Phật Bồ Tát sẽ đến cúng dường. Người ta không đến cúng dường thì chư Phật Bồ Tát sẽ đến cúng dường. Bạn tin không? Có sự thật xảy ra như vậy. Tôi tin rất nhiều đồng tu đã coi cuốn Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ, trong ấy ghi lại chuyện thật chuyện giả. Lão Hòa Thượng phát tâm đi triều bái Ngũ Đài Sơn, đi ba bước lại một lại, đoạn đường rất là dài, lại ba năm mới xong. Thời gian ba năm dài như vậy, trải qua ba mùa xuân hạ thu đông, đâu có lý nào không sanh bệnh nổi. Sanh bệnh dọc đường, giữa núi rừng hoang vắng, chẳng có dấu chân người. Ngài đi theo những con đường hoang vắng này, rất ít người đi trên con đường này. Ngài mắc bệnh rồi làm sao? Ai đến cứu Ngài? Ai giúp Ngài? Văn Thù Bồ Tát giúp Ngài. Lúc Ngài đến núi Ngũ Đài, Văn Thù Bồ Tát giúp Ngài rất nhiều lần, chăm sóc cho Ngài. Lần lâu nhất là khoảng một tuần bảy ngày. Vì thân thể Ngài lúc đó rất suy nhược, Văn Thù Bồ Tát nấu canh gừng, nấu cháo cho Ngài, tìm thuốc cho Ngài.
Văn Thù Bồ Tát hóa thân làm người ăn xin, cả mấy lần gặp khó khăn và tai nạn đều gặp người này, rất là kỳ lạ. Lão Hòa Thượng vô cùng cảm kích nên mới hỏi người ấy. Văn Thù Bồ Tát bèn nói với Lão Hòa Thượng, ông ta tên là Văn Cát, họ Văn tên là Cát, chữ Cát trong chữ Cát Tường. Ông ấy nói, nhà tôi ở dưới núi Ngũ Đài. Lúc ông đến núi Ngũ Đài hỏi, họ đều biết tôi. Đây là Phật Bồ Tát đến cúng dường. Lúc Lão Hòa Thượng đến núi Ngũ Đài lễ lại Văn Thù Bồ Tát xong rồi hỏi thăm về Văn Cát, kết quả người ta nói đó chính là Văn Thù Bồ Tát hóa thân. Ngài mới bỗng nhiên hiểu rõ, nếu bạn thật sự có đạo tâm, chí tâm quy kính, đâu có lý nào Phật Bồ Tát không chăm sóc cho được. Nếu bạn chẳng có đạo tâm thì đương nhiên Phật Bồ Tát sẽ chẳng lo cho bạn, thần hộ pháp cũng chẳng lo cho bạn. Thực sự có đạo tâm thì Phật Bồ Tát, thần hộ pháp thường thường đi theo ở hai bên, chẳng xa lìa. Đến lúc bạn thực sự gặp nạn, chẳng có người giúp đỡ thì quý ngài sẽ đến, họ quá thần đến. Tại sao chẳng có người đến giúp đỡ Lão Hòa Thượng? Người chẳng có phước lớn như vậy. Cúng dường người tu hành, chăm sóc cho người tu hành, phước đức vô lượng vô biên. Phải có phước đức to lớn mới gặp được cơ hội này, mới trồng được phước điền này. Nếu chẳng có phước báo thì gặp cũng bỏ lỡ thôi. Nếu chúng ta chẳng thâm nhập kinh tạng thì làm sao hiểu được những đạo lý này? Đây là chỉ nêu lên vài sự tích. Mỗi sự tích này đều có nghĩa thú tiêu biểu pháp rất sâu rộng. Từ đó chúng ta mới hiểu được phải làm như thế nào. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.